Vâng, em Sơn xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay em giới thiệu với quý anh chị một chiếc xe mà hiện tại thì bên em đang chào bán. Thì trước mặt quý anh chị đây là chiếc Lexus GX460. Chiếc này thì được sản xuất năm 2015 nhá quý anh chị nhá, mang biển thành phố. Xe thì có ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu xám. Xe này thì hiện tại thì chạy được 4,3 vạn km vạn mai nhá quý anh chị nhá. Đây là một chiếc xe nhập Mỹ. Thì tính ra số km thì quý anh chị phải nhân với 1,6 lên. Thì tầm khoảng 7 vạn km nhá quý anh chị nhá, 70.000 km. Với những chiếc xe mà bên em bán ra thì em sẽ cam kết với quý anh chị xe không đâm đụng này, không ngầm nước, máy móc hồ số vẫn còn nguyên bản hết theo xe nhá quý. Cam kết hết trên giấy tờ. Thì ở phiên bản nhập Mỹ này thì nó sẽ được trang bị và nó sẽ khác với phiên bản nhập ở hãng nhá. Phần đặc điểm nổi bật nhất đó là cụm đèn pha với bộ la răng. Với những phiên bản nhập Mỹ thì quý anh chị cứ đi ngoài đường thôi là nhận biết được. Thì đây là cái model 2015 nhá. Thì sẽ có cái mặt ca lăng hình dạng chữ X này. Thì bắt đầu sang 2016 thì sẽ thay đổi với mặt ca lăng hình dạng con suốt đến tận bây giờ. Nhiều quý anh chị cũng đã mua xe bên em, đã từng đặt và độ lên cái form mới nhất bây giờ. Bắt đầu thì cái những chiếc xe mà của Lexus ấy, thì nó sẽ có form dáng cùng mấy form dáng rồi. Độ lên rất là đơn giản nhá. Với cái độ tầm khoảng 150 triệu khoảng đó thôi. Bên em cũng đã độ cho rất là nhiều khách hàng rồi. Thì sau đây thì quý chị đi cùng em trải nghiệm xung quanh một vòng chiếc xe này nhá. Đây là chiếc full size của nhà Lexus, chiếc GX460. Súng khối động cơ 4.6 nhá. Ngay cái phần đèn thôi thì phiên bản nhập Mỹ ấy, thì nó sẽ khác nhá. Đây là phiên bản nhập Mỹ này. Còn phiên bản thường thì nó sẽ không được trang bị ở bóng đèn bi này. Đó, giải định vị hình móc câu này nhá quý anh chị nhá. Bên dưới đây thì hệ thống rửa pha. Xe này rất là mới nhá. Xe này em bên em mua về thì em cũng cho đi đánh bóng mà và dọn dẹp lại khoang nội thất với khoang động cơ của chiếc xe rồi. Phần la răng nhé, chỉ ở phiên bản nhập Mỹ thôi mới có cái phần la răng này nhá quý anh chị nhá. Đây là bộ la răng 18 inch 6 chấu kép. Xe này thì ở một chủ nhá quý anh chị nhá, một chủ sử dụng, mua mới từ đầu, mang biển thành phố, biển Sài Gòn nhá. Thì chiếc xe này em mua về thì em cũng đã cho đi check các thứ rồi. Đầu vào của bên em thì nó sẽ rất là cao. Bên em thì chuyên về dòng Lexus. Đây, quý anh chị, chỉ có phiên bản nhập Mỹ mới có cái dòng chữ này nhá, quý anh chị nhá. Xe thì có ngoại thất là màu trắng ngọc trai, nhìn rất là đẹp. Màu này thì rất là nhiều khách hàng yêu thích và tin dùng và bán cực kỳ là chạy ở tại hãng Lexus nhá. Riêng em thì em cực kỳ là thích cái phần mà bóng đèn hậu của chiếc GX460 này, vì nó có chia từng khoang với nhau này, mỗi bóng đèn này nó cách nhau 3 bi 1 nhá, 3 4 này, 5 này. Nhìn rất là sáng. Đó. Nhìn rất là đẹp nhá, quý chị nhá. GX460. Chiếc này thì mở cốp thì sẽ mở cốp bằng ngang. Đó. Một chiếc full size của nhà Lexus sẽ được trang bị ở 7 chỗ ngồi. Khi quý anh chị hạ hàng ghế thứ ba xuống này, phần khoang cốp nhìn rất là rộng rãi nhá. Quý anh chị nào đi chơi golf hay đi du lịch thì để rất là nhiều đồ. Đó. Từ phần nhựa bên trong này còn rất là mới, phần nỉ ốp lý bên trên nhá, nguyên bản hết theo xe, tất cả đều nguyên bản hết theo xe. Camera lùi thì ở dưới đây nhá, tất cả nguyên bản lên xe nhé.
ở nhà Lexus thì có hai chiếc full size, đó là chiếc GX460 và chiếc LX570. Riêng quý chị nào đã đi Lexus rồi thì nó quá là bền và giữ cực kỳ là giữ giá nhá. Nói tất cả về dòng xe thì Lexus là cái dòng mà giữ giá nhiều nhất. Đó, ghế da này tất cả đều nguyên bản hết theo xe nhá quý chị nhá. Còn lỗ thông hơi này để sưởi ghế này mới làm mát ghế nhá, cho hàng ghế xong nhìn rất là đẹp, rất là sang. Từ đường khâu mũi chỉ còn rất là thẳng nhá, cực kỳ là thẳng luôn. Đây, hàng ghế thứ hai thì sẽ được điều chỉnh này, điều chỉnh điều hòa này, là mát làm sợi ghế cho hàng ghế sau này. Tất cả đều bằng da hết nhá anh chị nhá. Phần ốc thế đều nguyên bản như theo xe luôn. Phần ốc gỗ này, nhựa này nhìn rất là đẹp. Ở bên dưới đây thì có khóa trẻ em nhá, mát tem vẫn còn. Xe này là phiên bản nhập Mỹ nhá quý anh chị nhá. Đây, mát tem đây, sản xuất vào tháng 6 năm 2015, phiên bản nhập Mỹ này. Đó, từ đường ốc này quý anh chị này. Đó, mát tem vẫn còn rất là mới nhá, phần nhựa ống ghế này. Đó, ghế thì chỉnh điện. Đây, ghế da của ghế lái này thường ngồi rất là nhiều nhá. Nó cũng có một chút vết nhăn và vết cậy rồi, nhưng không thể tránh khỏi được. Chiếc xe này đã trải qua 7 năm tuổi rồi nhá, nhưng cái độ form ghế này cực kỳ là tốt. Đó, hai bên lưng áp sát nhau, phần ốp ghế này. Xe này thì chạy được 4,2 vạn mai nhá quý anh chị nhá, nhân với 1,6 lên tức là tầm 7 vạn km. Đó, tất cả bên trong khoang nội thất của chiếc xe đều giữ nguyên bản hết theo xe nhá. Màn hình này, hàng ghế trên thì cũng được điều chỉnh làm mát ghế mới là sợi ghế nhá quý anh chị nhé. Đây, cho hai bên luôn. Ốp gỗ thì ốp gỗ cao cấp bằng tự nhiên luôn. Đây, ốp gỗ này nhìn rất là đẹp nhá. Tắp lô cửa như thế này. Đó, dưới đây thì sẽ được đều có hai chế độ, như là chế độ hai cầu nhanh, hai cầu chậm này, chế độ xuống dốc này. Đó, hộp đựng đồ. Ở tầm đời này thì em khuyên quý anh chị nên cần tìm một chiếc xe mà nó chất, nó máy móc vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Đây, cửa sổ trời luôn, có cửa sổ trời cho hàng ghế trên này, đèn này còn vẫn còn rất là sáng nhá. Phần ốp lỉ của chiếc xe này còn rất mới. Vô lăng cũng vậy. Phần da này, ốp gỗ nhá, gỗ Shimamoku luôn, gỗ tự nhiên, gỗ cao cấp nhất á. Sau đây thì quý anh chị đi cùng em vào bên trong khoang động cơ của chiếc xe đi để tham khảo với cái máy móc này. Bên em sẽ quay trực tiếp cho quý anh chị xem. Đây, phần ốc bảy màu này chưa có từng một vết bặn nhá. Đó, xe này thì em mua về em cũng cho đi check rồi nên quý anh chị yên tâm. Bên em thì ở bên Hà Nội thì nhiều Lexus nhất rồi, Lexus lướt. Phần ốc này, ốc trên mắt cao bồ này chưa có một vết bặn nhá. Đó, hai bên đều như một luôn.
xe còn giữ rất là mới, rất là đẹp. Nếu quý anh chị mua xe BM thì em cũng sẽ cho quý anh chị check ở bất kỳ nơi nào, ở các sala, các gala nào anh chị quen biết, hoặc đến tại hãng để check. BM thì vẫn sẽ giao ở khắp mọi miền trên đất nước nhé. Bên em thì giao rất là nhiều khách hàng rồi, ở miền Nam rồi, nên quý anh chị yên tâm. Thì sau đây thì em xin tổng kết lại chiếc xe mà vừa rồi em đã giới thiệu. Đây là chiếc Lexus GX460. Chiếc này thì được sản xuất năm 2015 nhá. Xe này thì chạy được tầm 4,3 vạn mai, tức là gần 7 vạn km, 70.000. Thì mọi thông tin chi tiết của chiếc xe thì anh chị liên hệ giúp em hotline trước màn hình nhá, hoặc là đến trực tiếp tại showroom của em ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội này, showroom Hà Nội K nhá, để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc là đến uống nước với em cũng được. Xe này thì em đang chào bán với mức giá là 3 tỷ 050 triệu. Giá này thì bên em vẫn còn thương lượng và linh động nhá. Bên em vẫn sẽ hỗ trợ trả góp tối đa 70% giá trị của chiếc xe. Phần cuối video thì em xin quý anh chị một nút like này, một nút subscribe, muốn ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.